muốn kiếm tiền thì phải lên kịch, lên kịch bản rồi chúng ta phải tuân thủ kịch kịch bản, chứ không kịch bản để đó là chơi nha. Ở lên bản chơi rồi đánh chơi, em đâu đánh, lên bản chơi đó trời, lên kịch bản là phải đánh nha. Gì?